mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt tại nệm giá kho chi nhánh Phan Thiết với địa chỉ là số 2A đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết. Và mọi người ơi, hiện tại thì các hoạt động khai trương tại nệm giá kho Phan Thiết đang diễn ra hết sức là sôi nổi. Và cái chương trình khai trương khuyến mãi khai trương của chúng tôi diễn ra trong vòng 7 ngày nha mọi người. Bắt đầu từ ngày 3 tháng 1 năm 2020 kéo dài tới ngày 10 tháng 1 năm 2020 với phương châm là miễn phí giao hàng, ngập tràn quà tặng, miễn mua hàng là có quà. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là hiện tại thì nệm giá kho chi nhánh Phan Thiết đang có bán những cái loại nệm nào nhé. Và mọi người hãy theo mình nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Và ngoài các dòng nệm cao su thiên nhiên ở đây thì nệm giá kho Phan Thiết còn có rất nhiều các dòng nệm nò xo nữa. Và sau đây thì em sẽ giới thiệu với mọi người các dòng nệm nò xo đang được bán tại cửa hàng nệm giá kho Phan Thiết nhé. Và các dòng nệm nò xo của chúng ta thì trong thời gian qua được người tiêu dùng rất là ưa chuộng bởi vì kích thước, kiểu dáng rất là đẹp mắt cũng như là chất lượng rất là tốt, thời gian sử dụng rất là lâu, thường được bảo hành trên 10 năm. Và trước mắt mọi người đây là tấm nệm lò xo Đại Hàn. Mọi người có thể thấy tấm nệm của chúng ta rất là đẹp mắt đúng không nào, với màu trắng, một màu trắng tinh như thế này. Và cái tấm nệm này thì trong cái thời gian qua không được chỉ được các hộ gia đình ưa chuộng mà được các khách sạn nữa, các khách sạn được dùng rất là nhiều. Và tấm nệm lò xo Đại Hàn thì có chiều dài lên đến 30 phân với một cái lớp mút ở trên bề mặt rất là nằm rất là êm ái. Và cái tấm nệm này của chúng ta thì lò xo Đại Hàn được bảo hành lên đến 15 năm. Và khi mà mua tại nệm giá kho thì giá sẽ rất là hợp lý. Cái mức giá dành cho hai người nào 1m6, 2m10 phân chỉ có giá là 3 triệu 300 ngàn đồng mà thôi. Và tiếp theo đây là tấm nệm lò xo Tô Bát. Nệm lò xo Tô Bát cũng của công ty Hàn Việt Hải sản xuất nha mọi người. Và Hàn Việt Hải mọi người có thể biết đây là một cái công ty mà chuyên sản xuất về nệm lò xo cũng như là nệm bốc ép. Và cái tấm nệm lò xo Tô Bát 2D của chúng ta này có chiều dài là 25 phân. Với cái màu trắng, lớp vỏ màu trắng và cái những cái đường hoa văn ở trên này rất là đẹp mắt. Và với cái kích thước là 1m6, 2m cho hai người nằm thì có giá chỉ là 2 triệu 064 ngàn đồng. Và ngoài các dòng nệm của cái thương hiệu Hàn Việt Hải thì nệm giá kho Phan Thiết còn có nệm lò xo của Vạn Thành nữa. Và nệm lò xo Vạn Thành thì có một cái đại diện ở đây, đó là cái tấm nệm lò xo Phoenix. À, cái nệm lò xo Phoenix Vạn Thành thì đây là cái dòng mà cơ bản nhất cũng như là giá rẻ nhất của thương hiệu Vạn Thành. Mặc dù giá rẻ nhưng mà cái khung lò xo của Vạn Thành thì rất là tốt, mọi người có thể sử dụng được trong cái thời gian rất là lâu. Và với cái kích thước dành cho nệm Vạn Thành mà 1m x 2m dành cho một người nằm thì chỉ có giá từ 2 triệu 500 ngàn đồng mà thôi. Và ngoài các cái dòng nệm của Hàn Việt Hải cũng như Vạn Thành thì nệm giá kho đây còn có các nệm lò xo như là nệm lò xo của Dunlopillo, nệm lò xo của Liên Á. Và nệm lò xo thì cũng khi mà mua tại nệm giá kho thì mọi người cũng sẽ nhận được đầy đủ phiếu bảo hành cũng như là sẽ được công ty bảo hành tận nhà khi mà có vấn đề xảy ra. Và nệm giá kho Phan Thiết sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách khi mà mua nệm lò xo nhé mọi người. Và các anh chị mà mua xỉ cũng như là làm khách sạn thì có thể liên hệ trực tiếp với nệm giá kho chi nhánh Phan Thiết số 2A Trần Hưng Đạo để được mua hàng với giá ưu đãi nhất. Và cuối cùng thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video của nệm giá kho Phan Thiết hôm nay.